Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 tại thành phố Vị Thanh, đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế ngành hàng lúa gạo. Gần 600 gian hàng, khu vực triển lãm, điểm thưởng thức ẩm thực tới từ các đơn vị trong và ngoài nước đã tạo ra không khí giao thương, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, sản xuất và chia sẻ văn hóa sôi nổi. Qua đó góp phần vào sự thành công chung của sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Tham dự Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, tỉnh Vĩnh Long đem tới nhiều sản phẩm gạo và chế biến gạo đặc sản như gạo hữu cơ ST25, gạo ST tím, bún khô, bánh tráng, bánh tét. Các sản phẩm độc đáo tới từ tỉnh Vĩnh Long đã làm nổi bật giá trị của ngành hàng gạo Việt cùng hình ảnh văn hóa con người miền sông nước Nam Bộ nói riêng và đất nước con người Việt Nam gắn liền với nền văn minh lúa nước nói chung. Đến với cái sự kiện Festival lúa gạo Hậu Giang lần này thì đối với gian hàng của tỉnh Vĩnh Long đó, thì đem theo những sản phẩm gạo hữu cơ và các sản phẩm gia tăng từ gạo như là bún nè, và bún hủ tiếu khô nè, rồi bánh tráng cù lao mây. Thì đến với cái sự kiện lần này thì cũng là hy vọng, cũng là sự mong muốn là cái gian hàng tỉnh Vĩnh Long sẽ kết nối những cái sản phẩm gạo cũng như những sản phẩm chế biến gia tăng từ gạo sẽ được mở rộng thị trường là quốc tế, không những thị trường nội địa mà còn thị trường quốc tế. Các hoạt động trưng bày triển lãm sản phẩm tại festival được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá về gạo Việt Nam tới khách hàng trong và ngoài nước, cùng với đó thúc đẩy ký kết được thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp về lúa gạo. Lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 sẽ diễn ra vào tối ngày 12 tháng 12 tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh. Đặc biệt, trong thời gian festival diễn ra sẽ có nhiều hội thảo quan trọng được tổ chức như hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam Châu Phi, hợp tác Nam Nam, hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực, hội nghị phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững và hội thảo tình hình lúa gạo toàn cầu và xu hướng trong thời gian tới.